Xin chào mọi người, lại đến với chương trình giới thiệu tác giả tác phẩm trên kênh Radio Đồng Ca Nhỏ. Và cũng như thường lệ, ngày hôm nay Đức Tiến lại giới thiệu cho tất cả quý vị và các bạn một người nghệ sĩ mới. Đây là một trong những người anh, người bạn cũng như là một người đồng nghiệp của Tiến. Hai anh em biết nhau khi mà Tiến đi qua bên Úc biểu diễn, và trong một cái tour đi các thành phố của Úc thì có ghé qua Nam Úc, đó chính là Adelaide. Đây là một cái vùng đất xinh đẹp và tình người đầy thương mến, mà có lẽ là đẹp nhất trong cái nơi mà Tiến muốn trở lại nhà nước Úc nhất, đó chính là Adelaide. Trong cái ca khúc mà ngày hôm nay Tiến muốn giới thiệu với tất cả mọi người, nó vẫn là một ca khúc được phổ thơ của một thi sĩ quen thuộc, cũng là một người bạn sống tại Úc và ở Adelaide, chung với là cái người phổ thơ, đó chính là nữ thi sĩ Diêu Linh. Người phổ thơ của Diêu Linh ngày hôm nay đó chính là người mà chúng tôi muốn giới thiệu tất cả quý vị, nhạc sĩ Nguyên Long. Trên mạng xã hội của anh tên là Long Vũ. Anh Nguyên Long, trước khi anh Nguyên Long thì để giới thiệu thêm một chút xíu đôi nét về anh Nguyên Long. Khi mà Tiến qua bên Adelaide á, đi diễn ở mấy cái hall là mấy cái hội trường, thì mình bước vào và mình thấy là cái sự dàn dựng của một cái chương trình đó, dù nó chỉ là một cái chương trình local, có nghĩa là của địa phương, nó cũng không có mang tính gọi là cái gì đó là quy mô đại nhạc hội. Tuy nhiên khi chương trình diễn ra thì Tiến thực sự bất ngờ ở cái tính tổ chức chặt chẽ, cũng như là từng khâu, dù nhỏ, khán giả không thực sự là đông, mặc dù chỉ có 300-400 người. Tuy nhiên, với cái sự dàn dựng thực hiện của chương trình thì mình thấy là đây là một cuộc dàn dựng công phu và chuẩn bị thời gian rất nhiều, cũng như là tập dượt và kỹ lưỡng từ khâu âm thanh cho đến ánh sáng. Mình thấy cái sự chào đón của tất cả mọi người ở đây nó gần như là tuyệt đối dành cho những anh em nghệ sĩ như là Tiến khi ghé qua bên Adelaide. Đó là một cái niềm vinh hạnh mà ngay cả tại quê nhà cũng chưa hẳn là đã được như vậy. Ngoài việc tổ chức và dàn dựng chương trình cho các khâu, cũng như là dẫn diễn biến tâm lý cho chương trình, cách nào đó để thu hút khán giả nhất và lúc nào là điểm rơi, thì anh Nguyên Long còn là một trong những cây guitar và một trong những cái giọng ca nhẹ nhàng, trụ cột, cây văn nghệ của Adelaide. Hình như là không có cái chương trình nào ở Adelaide mà không có cái sự xuất hiện của nhạc sĩ Nguyên Long. Đó là một trong những cái tính cách và là công việc rất là năng nổ của anh Nguyên Long. Và cũng không kể thêm là bởi vì đó là những điều mà Tiến biết, và chỉ như đó thì mọi người có thể hình dung ra anh là một người nhiệt tình và yêu văn nghệ đến mức nào. Thì cái ca khúc mà ngày hôm nay anh Nguyên Long phổ thơ của nữ thi sĩ Diêu Linh, đó là cái ca khúc có tựa đề là Linh Khúc Năm. Ca khúc này nó rất ngắn, nó chỉ có gồm 8 câu thơ. Tuy nhiên anh nhạc sĩ Nguyên Long đã phổ và làm cho cái cấu trúc bài nó chặt chẽ đến mức bất ngờ. Vốn cái bài thơ nó ngắn như vậy, cái cấu trúc bài thì thực sự nó lại chặt chẽ đến vậy, nó mình cũng giật mình. Với cái sự hòa âm của nhạc sĩ Tướng Khanh rất hợp lý, thì ban đầu anh Nguyên Long cũng gửi cho tôi cái ca khúc này khi tôi hỏi rằng: anh ơi, cái đợt trước khi mà em qua bên chỗ của mình ở bên Adelaide, anh hát cho em một cái bài gì đó nghe rất hay, mà bây giờ em muốn giới thiệu bài đó mà em không thể nào tìm được cái tên của bài đó, anh có thể gửi cho em hay không? Thì anh Long mới gửi cho Tiến. Và sau khi Tiến nghe, em mới hỏi là em có thể thu lại được bài này hay không? Bởi vì không phải là anh hát dở, tác giả luôn bao giờ cũng có những cái điểm, cái ý riêng mà không phải cái người ca sĩ nào hát cover lại cũng làm được. Tiến yêu cầu anh Long có cái bản nhạc đó là bởi vì Tiến tin rằng Tiến có thể hát được bài này, bởi vì nó là ngũ cung, nó đúng cái máu của mình. Nó có những cái đoạn trượng thứ, cái nét nhạc đó rất riêng, mà cái người khởi tiên ra cho cái chuyện đi cái nét nhạc này đó chính là nhạc sĩ Phạm Duy. Nghe được cái giai điệu của bài này là Tiến nói với anh Long: anh ơi, hãy để cho em hát cái bài này. Thì anh Long đồng ý ngay, và Tiến cũng rất là vui mừng và vinh hạnh vì điều đó. Và sau đó Tiến thu ca khúc có tựa đề Linh Khúc. Mời mọi người cùng thưởng thức và chia sẻ với lại nữ thi sĩ Diêu Linh cùng với lại nhạc sĩ Nguyên Long, là đôi bạn, cũng là một trong những Phật tử đồng môn
sống tại Adelaide, đã có những nhạc phẩm và tác phẩm chia sẻ với cộng đồng của mình ở bên Úc cũng như là người Việt trên toàn thế giới. Đó là một cái niềm vinh hạnh của người tác giả cũng như là một cái sự may mắn của những người tác giả được biết đến ca khúc. Và bây giờ không để mọi người đợi lâu mà mọi người cùng lắng mình trong giai điệu Linh Khúc. Hãy cứ lặng im, chơi trò chơi.